tử vi thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 26 tháng 7 năm 2024 âm lịch ngày Ất Sửu tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn Xung ngày Kỷ Mùi Quý Mùi Tân Mão Tân Dậu xung tháng quý Mão Kỷ Mão Ất Sửu Ất Mùi thứ năm này con giáp nào gặp nhiều may mắn con giáp nào gặp họa tai ương Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi Tý ngày 29 tháng 8 năm 2024 tí có thể vấp phải nhiều trắc trở. Cũng bởi quá chủ quan nên để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho bản mệnh gặp hóa. Lúc này, con giáp này nên kiên nhẫn hơn trong mọi việc thay vì nổi nóng. Bù lại tài tinh nhập cục mang đến cho tuổi tí một vận trình tài lộc tươi sáng hơn với những khoản thu bất ngờ từ nghề kinh doanh tay trái. Sau bao tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng con giáp này đã đã nhận được phần thưởng xứng đáng và biết mình đang đi đúng đường. Trong ngày Kim Sinh Thủy đường tình duyên của bản mệnh cũng nhờ thế khởi sắc không ngừng. Đào hoa nở rộ, con giáp này hôm nay đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Tình cảm người có đôi cũng thêm sự thấu hiểu. Ngọt ngào giờ tốt trong ngày, 11 giờ 13 giờ quý nhân phù trợ, thìn, thân màu sắc cát tường, đen, trắng. 2 tuổi sửu ngày 29 tháng 8 năm 2024 tuổi sửu gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức mình nếu đã làm việc không ngừng. Hãy coi đây là động lực để có thể tiếp tục cố gắng và kiếm được những khoản hậu hĩnh hơn nữa trong tương lai. Với người làm ăn, con giáp này là người chắc chắn, thận trọng nhưng đôi khi còn rụt rè. Do dự khi đứng trước các cơ hội. Đừng biến đây thành lý do khiến bản mệnh bỏ lỡ thời cơ đáng tiếc. Hãy tự nhắc nhở mình cần dũng cảm, quyết đoán hơn nếu muốn làm giàu. Tiếc là mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Cả bản mệnh và đối phương đều nên chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau. Đừng giữ mọi chuyện trong lòng hoặc đi tâm sự những điều bất mãn với người khác, khiến tình cảm đôi bên dạn nứt giờ tốt trong ngày, 9 giờ 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, dậu màu sắc cát tường, cà phê, xám. Ba, tuổi dần ngày 29 tháng 8 năm 2024 hôm nay, mang tới cho tuổi dần những tin tức tốt về công việc. Dù có phải đi làm hay không trong ngày này con giáp này đều có thể thu về những thành quả tốt đẹp và đáng tự hào từ nỗ lực trước đó của mình tuổi dần có thể tăng cường giao lưu để mở rộng mối quan hệ của mình điều này không chỉ giúp ích cho công việc mà còn cả cuộc sống nếu bản mệnh muốn tiến hành ký kết hợp đồng cũng khá suôn sẻ thuận lợi tài lộc dồi dào tuy nhiên tình cảm đang có dấu hiệu lạnh nhạt do bản mệnh quá tập trung vào sự nghiệp hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn để cả hai gắn bó yêu thương nhau hơn nhân dịp nghỉ lễ này đừng quên lên kế hoạch hâm nóng tình cảm giờ tốt trong ngày 19 giờ 21 giờ quý nhân phù trợ ngọt hợi màu sắc cát tường xanh rêu xanh ra trời bốn Tuổi Mão ngày 29 tháng 8 năm 2024 xem bói tử vi, hôm nay tuổi Mão có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ ngày. Chẳng những quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc khiến công việc đình trệ mà chuyện tình cảm cá nhân của bản mệnh cũng chẳng được như ý, tuổi Mão được nhắc nhở trong công việc thắng hay thua cũng chỉ có tính chất tạm thời thôi và điều quan trọng là con giáp này luôn giữ tinh thần bền bỉ, không ngừng cố gắng. Cơ hội thăng tiến đến gần. Bản mệnh có tài năng và mọi người đều ghi nhận điều này. Trong tình cảm, tuổi máu và nửa kia có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Con giáp này đừng đem cơn nóng giận trong công việc về chút lên đầu nửa kia. Ngoài ra hãy vạch rõ ranh giới với những người khác phái, đừng để đối phương hiểu lầm, khiến tình cảm dạn nứt. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ, thân, hợi màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu. Nam Tuổi Thìn ngày 29 tháng 8 năm 2024 tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ năm hôm nay, nhờ sự may mắn của mình mà tuổi Thìn có thể phát tài nhanh chóng. Tuy nhiên bản mệnh nên có cách sử dụng đồng tiền hợp lý để tiền tiếp tục đẻ ra tiền chứ không nên tiêu xài lãng phí, chỉ biết hưởng thụ ở hiện tại. Ngược lại với đường tiền bạc, vận trình tình cảm của tuổi Thìn khó mà bình yên dù vợ chồng bản mệnh chỉ mâu thuẫn vì những lý do rất nhỏ nhặt nhưng nếu không có cách xử lý khéo léo thì dễ chuyện bé xé ra to khi xích mích nổ ra cả hai đều cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử sao cho đúng đắn đừng vì nóng giận mà nói năng hoặc hành xử gây tổn thương cho nửa kia hãy bao dung cho cả những lỗi lầm của đối phương giờ tốt trong ngày 23 giờ 1 giờ quý nhân phù trợ, tí, dần màu sắc cát tường, vàng, nâu. 6, tuổi Tỵ ngày 29 tháng 8 năm 2024 theo tử vi ngày mới của 12 con giáp hôm nay, sự nghiệp của tuổi Tỵ tiến triển khá tốt. Các kế hoạch diễn ra trôi chảy đúng như dự tính ban đầu. Hơn nữa, con giáp này còn rất biết cách dẫn dắt người khác ý chí mạnh mẽ nên thường dành ưu thế trong các cuộc cạnh tranh vận trình tài lộc của bản mệnh cũng khá hanh thông con giáp này được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn hợp tác với những khách hàng tiềm năng lại khá phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân nên thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ trên phương diện tình cảm tuổi tỷ cũng nhận được tin vui nếu bản mệnh đang có đối tượng hãy thử ngỏ lời xem sao đối phương cũng đang chờ bản mệnh bật đèn xanh với người đã có đôi mối quan hệ của hai người vẫn bền chặt như nó vốn có giờ tốt trong ngày một giờ ba giờ quý nhân phù trợ sửu dậu màu sắc cát tường đỏ hồng Bày tuổi ngọ ngày 29 tháng 8 năm 2024 thứ năm hôm nay, cát thần che chở cho đường công danh sự nghiệp của tuổi ngọ. Những khó khăn cản lối nay đều được con giáp này xử lý gọn gàng. Có thể nói bản mệnh đã tìm được cơ hội để chuyển mình trong lúc nguy cấp nhất. Cứ kiên trì nỗ lực, bản mệnh sẽ tìm thấy được lối đi cho mình niềm hứng khởi đang ở mức cao nên tuổi ngọ muốn dồn toàn bộ sự sáng tạo, nhiệt huyết cho những mục tiêu mới trong thời điểm này. Sự tích hợp niềm đam mê vào sự nghiệp chính là bước cơ bản để con giáp này gặt hái được những thành công mà mình đã trông mong từ lâu. Trái ngược với xuân sẻ trong sự nghiệp, ngũ hành xung khắc gây ra không ít khúc mắc trong tình cảm đôi lứa. Đôi khi những chuyện nhỏ nhặt có thể sẽ châm ngòi vào mâu thuẫn giữa tuổi ngọ và nửa kia. Thiếu kiểm soát về cảm xúc nên con giáp này cứ để lời nói bay xa gây tổn hại tới tình yêu của mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ 19 giờ quý nhân phù trợ. hời, thìn màu sắc cát tường, tím, đỏ. 8 tuổi mùi ngày 29 tháng 8 năm 2024 mùi nhờ bản tính cần cù, tiết kiệm mà cho dù có mức lương cao hay thấp, cũng đã để dành được một khoản tiền kha khá. Bản mệnh có thể dành khoản tiền ấy để đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng hữu ích. Nhưng ngược lại, tình cảm lại kha nguy hiểm khi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ. Dù còn độc thân đi chăng nữa. Con giáp này cũng cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người, tránh để rằng tin theo lời tán tỉnh của người khác, kẻo sẽ tự rước lấy tổn thương. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình càng cần phải biết giữ mình. Trước khi buông thả bản thân, hãy nghĩ đến người thân, đừng vì một phút ham vui mà gây tổn thương những người thân thiết nhất. Đồng thời còn làm ảnh hưởng đến thanh danh của chính mình. Giờ tốt trong ngày 13 giờ 15 giờ quý nhân phù trợ. Mão, ngọ màu sắc cát tường, nâu, xám. Chín, tuổi thân ngày 29 tháng 8 năm 2024 tử vi cá nhân hàng ngày vận trình công danh sự nghiệp của tuổi thân tiến triển rất tốt, với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình bản mệnh tự tin rằng mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên vận trình tình cảm của tuổi thân cũng có những biến chuyển tích cực con giáp này có đào hoa nở rộ nhân duyên đang rất rộng mở hạnh phúc vốn không cần tìm đâu quá xa rất có thể người bản mệnh tìm kiếm lại vẫn luôn ở gần bên mình trong ngày này người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính đông phía ngoài cửa phòng mình và nhà vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ 11 giờ quý nhân phù trợ, thìn, tí màu sắc cát tường, vàng, trắng. 10 tuổi dậu ngày 29 tháng 8 năm 2024 dậu có phúc được quý nhân giúp đỡ, có thêm nhiều nguồn thu bất ngờ. Bản mệnh nên thân thiện và cởi mở hơn để có thêm nhiều mối quan hệ, hãy tự tin vào bản thân mình. Tuy nhiên hôm nay, tuổi dậu có phần hiếu thắng, nhìn nhận vấn đề theo cách của mình mà không màng tới ý kiến của những người khác, tự cho mình là đúng vì thế mà mối quan hệ của tuổi dậu với đồng nghiệp xung quanh không được êm xuôi gây ra những gây cản trở trong công việc con giáp này này được khuyên nên biết giữ mồm giữ miệng để tránh những rắc rối thị phi không đáng có đặc biệt với những kẻ tiểu nhân tuổi dậu càng cần cẩn trọng khi cư xử và nâng cao cảnh giác không để họ tìm ra điểm yếu để gây hại hay hạ bệ uy tín của mình giờ tốt trong ngày 17 giờ 19 giờ quý nhân phù trợ, tỵ, sửu màu sắc cát tường, bạch kim, xám. 11 tuổi Tuất ngày 29 tháng 8 năm 2024 hôm nay, tuổi Tuất có cơ hội phát tài nhanh chóng thậm chí bản mệnh có thể kiếm được một khoản tiền kha khá chỉ nhờ vào vận may của mình nhưng chớ nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào điều này một số người chăm chỉ với công việc tay trái cũng sẽ được đền đáp xứng đáng con giáp này sẽ thấy rằng chỉ cần sẵn sàng bỏ công bỏ sức thì dù vất vả một chút nhưng bản mệnh cũng sẽ kiếm được một khoản chẳng hề thua kém bất cứ ai trên phương diện tình cảm có thể xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa bản mệnh và nửa kia dù có nóng này đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy lắng nghe người ấy biết đâu bản mệnh sẽ nhận ra mình cũng có lỗi sai giờ tốt trong ngày một giờ ba giờ quý nhân phù trợ dần ngọ màu sắc cát tường vàng cam 12. Tuổi hợi ngày 29 tháng 8 năm 2024 thứ năm ngày hôm nay, tuổi hợi có thể sẽ nhận được sự hậu thuẫn của quý nhân để tự tin theo đuổi mục tiêu của mình. Con giáp này có thể yên tâm tập trung hoàn toàn vào công việc mà không bị vướng bận bởi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, vận trình tình duyên trong ngày ảm đạm, không có nhiều cơ hội yêu đương cho người độc thân con giáp này cứ mãi đắm chìm trong chuyện quá khứ không thể thoát ra được, khiến cho chính mình phải ôm những đau khổ, tổn thương trong lòng. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ 7 giờ quý nhân phù trợ, mùi, máu màu sắc cát tường đen xanh lam